món ngon bùng vị. Đồng chí Độ. Có. Bàn trải đồng chí đâu? Báo cáo đồng chí trung đội trưởng, tôi vừa mất xong. Sáng tôi còn vừa đánh, lúc nãy tôi lại không thấy đâu. Đồng chí đánh răng buổi sáng, xong mất. Vâng. Trong số các đồng chí nào cầm bàn chải răng của đồng chí Độ? Các đồng chí nào cầm bàn chải răng của đồng chí Độ hay không? Không. Không. Nội dung này đồng chí Độ kiểm tra lại. Còn quá trình kiểm tra lễ tân phong không đầy đủ vật chất, đánh giá đồng chí Độ không sử dụng bàn chải răng. Rõ. Cho đồng chí Độ 2 phút để kiểm tra bàn chải đồng chí Độ ở vị trí nào. Cơ động đồng chí tập trung. Rõ. Rơi cái mặt chải đâu ấy nhỉ? Hôm nay là lúc bút vào đây không phải để Panu lúc đấy là có rơi xuống đây ai tất nhà phải không? Nhưng mà mất rồi chưa mua rồi đấy cơ, thì chưa rồi. Ông chị Tú, bàn chải kem giặt. Có. Khăn mặt đồng chí Tú đâu? Báo cáo đồng chí, sáng ngày hôm nay khi mà tôi thức dậy thì tôi không thấy khăn mặt của tôi đâu và tôi đã tìm rất nhiều. Đồng chí cũng như đồng chí Độ, đến giờ kiểm tra là bắt đầu mất khăn mặt. Dạ, tôi mất từ buổi sáng, tôi tìm không được luôn ạ. Thì buổi sáng đồng chí rửa mặt như thế nào? Tôi chỉ rửa mặt bằng tay thôi ạ, tạm thời như thế. Rửa mặt bằng tay liệu có đảm bảo đảm vệ sinh? Dạ không ạ, nhưng mà tôi không biết phải làm thế nào. Cho đồng chí Tú 2 phút tương tự đồng chí Độ, cơ động tìm khăn mặt. Rõ. Đây là kem đánh răng của đồng chí Sơn Thạch. Đúng. Sao kem đánh răng đồng chí Sơn Thạch lại có một chút như vậy? Tôi chỉ đem vừa đủ cho 7 ngày thôi ạ. Thông thường là một ngày đồng chí Sơn Thạch đánh răng một lần? 3 lần ạ. Đánh răng 3 lần với cái số lượng kem đánh răng như tôi hiện tại tôi đang cầm đây thì liệu có đủ hay không? Nếu hết tôi sẽ chủ động mượn của các đồng chí khác hoặc tôi có thể ra căng tin mua thêm ạ. Khăn mặt. Báo cáo đồng chí cho phép tôi vào hàng. Đồng chí Độ vào. Đồng chí Độ có tìm thấy bàn chải đánh răng chưa? Báo cáo đồng chí không tìm thấy ạ. Tôi sẽ mua bổ sung sau ạ. Đồng chí Độ, cơ động lên vị trí. Rõ. Đồng chí Tú cơ động khẩn trương. Báo cáo đồng chí tôi vào sẽ. Cụ thể đồng chí Tú đã tìm được khăn mặt hay chưa? Báo cáo đồng chí tôi vẫn chưa tìm được ạ. Đồng chí Tú cơ động lên vị trí đứng ngang đồng chí Độ. Trường hợp đồng chí Độ mất bàn chải, trường hợp đồng chí Tú mất khăn mặt. Như vậy quá trình được biên chế vũ khí trang bị, trường hợp đơn vị tập trung cơ động khỏi vị trí trú quân thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, đồng chí Độ hoặc đồng chí Tú báo cáo súng vừa mất cũng như vậy thì làm thế nào? Từ những cái vật chất nhỏ như bàn chải, khăn mặt đồng chí không bảo quản được thì những vật chất lớn làm sao đồng chí bảo quản được? Tính chất ở đây là đồng chí phải bảo quản vũ khí trang bị hoặc vật chất được biên chế đến cá nhân. Có những việc đồng chí nhận khuyết điểm được, nhưng có những việc đồng chí không thể nhận khuyết điểm được. Không còn thời gian để đồng chí làm lại. Điều kiện hoặc tình huống chỉ xảy ra một lần duy nhất, không có cơ hội để làm lại. Cụ thể nội dung này nghiêm khắc phê bình. Đồng chí Độ và đồng chí Tú, hai đồng chí đã nhận thức được vấn đề ấy chưa? Báo cáo trung đội trưởng rồi ạ. Báo cáo trung đội trưởng, tôi đã nhận thức rõ. Mời anh chị về hàng. Nhắc lại một lần nữa với các đồng chí, những vật chất nhỏ được biên chế hoặc liên quan hàng ngày các đồng chí sử dụng, các đồng chí bảo quản giữ gìn và kiểm tra thật tốt thì các đồng chí mới thực hiện được các nhiệm vụ khác, rèn luyện được tính tỉ mỉ cẩn thận. Các đồng chí rõ chưa? Rõ. Rõ chưa? Rõ. Nội dung thứ hai, kiểm tra lễ tiết tác phong, tiến hành bỏ mũ, về tóc đối cao chí nữ quân nhân, cao chí buộc quọn gàng, tóc mai cao chí đưa về phía sau. Đồng chí Tú có. Hôm nay đã cạo râu hay chưa? Hôm nay tôi chưa, bởi vì từ bé đến giờ tôi chưa cạo râu bao giờ. Thế đồng chí Tú là chưa từng cạo râu? Bởi vì là tôi không mọc râu. Đồng chí Độ có. Thì quan sát đồng chí Tú đã có râu ấy chưa? Báo cáo trung đội trưởng, râu của đồng chí Tú mới nhú ạ. Tú mới nhú ạ.
Tôi xin lỗi. Rồi, các chị ổn định. Đối với nội dung của đồng chí Tú, cơ bản thì dâu của đồng chí Tú phải khắc phục hàng ngày. Đồng chí Sơn Thạch thì qua quan sát vẫn phải tiến hành khắc phục dâu. Đó. Tương ớt chín su và món ngon hùng vị. Anh chào, hôm nay có gà này. Đến ngày cuối là chắc là lẩu hot pot hay nọ. Đầu tiên là nướng, sau đó thì mình ăn được một lúc sau thì mình sẽ lẩu nhỉ? Hợp lý không? Ngày cuối ấy. Cũng được, BBQ. Mình ăn ở ngoài trời luôn. Lao nhanh vào với nhanh không mọi người ăn hết rồi. Xin lỗi, tác phong của tôi hơi cầu kỳ ạ. Đồng chí là tôi ăn chậm nữa, tôi lo lắm. Thưa vào bộ đội 52 cân, bây giờ 64 cân. Nhưng mà nhìn kiểu nó cũng không phải là mập mà nó chắc đúng không? Rắn lắm, người rắn lắm. Ừ, người rắn chắc lắm. Có cơ bắp không? Có, 6 múi á. 6 múi luôn. 8 múi luôn. 8 múi luôn. Oh no. Trời. Có rồi, đồng chí phải cởi trần ra. Phải cởi trần ra. Cởi trần ra. Cởi trần ra. Của chúng tôi bắt đã. Còn lắm hả? Tôi sẽ cho đồng chí ăn chim cùng tôi. Wow. Cảm ơn đồng chí. Thưa toàn thể các đồng chí, cả ngày hôm nay là do trung đội 1, các đồng chí nữ chiến sĩ của chúng ta tiến hành tăng gia về các đồng chí cải thiện buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn các đồng chí nữ và nhà bếp ạ. Trời ơi, đã quá à. Cá thịt chắc. Xin chào mừng các bạn đã đến với nhà bếp có 3 sao cân đếm của sư đoàn 325. Có lẽ coi như cân 2, cân 3. Tự nhiên lên đi, một cái tiệc đêm. Em ăn mà em thấy vui luôn á, thật sự. Khi con cá nó mang ra thì em cảm giác là ủa, giống như là hôm nay mình đi một cái party nào đó. Những anh chiến sĩ nấu cái con cá đó lại rất là ngon. Có cà chua, rồi có hành, rồi còn có ớt nữa. Và quan trọng là ăn con cá mà do chính tay mình bắt nó khác lắm. Ở nhà mình đi mua có sẵn. Mình ăn mình hay kiểu chừa, bỏ mứa. Tại vì mình nghĩ là nó dễ mua. Nhưng mà khi mình bắt thì mình lại trân trọng. Ngày hôm nay là bọn mình đã quen hơn cái không khí trong này rồi ấy. Không nghĩ đến cái việc xài điện thoại luôn rồi đó. Đúng rồi. Rồi sẽ quen. Nhưng mà hơi nhớ con xíu. Em cũng nhớ mấy con mèo nhà em. Đây cũng là nói là một phần. Ví dụ như đại trưởng này, trung đội trưởng này, có những tháng vừa rồi là đi chống dịch là 4 năm đến 6 tháng không được về nhà, chỉ gọi điện qua điện thoại. Cái đấy mình phải cố gắng. Nhớ bé Bo, tại vì bình thường cũng đi làm xa nhưng mà mình vẫn có liên lạc, vẫn có điện thoại để gọi về hỏi thăm rồi này kia, cũng nhìn được mặt con. Còn lần này thì Hòa không có nhìn được mặt con, không thấy được và không biết là con đang làm gì lúc này, còn đang ngủ chưa hay là này kia, thì Hòa bị xúc động. Kể câu chuyện gì mà xúc động như vậy? Nhớ Bo hả? Thôi mà. Thương á, thương nhá. Các đồng chí được xin một ít khăn giấy nha. Bàn tôi cơm chan nước mắt rồi. Đồng chí Hòa nhớ con. Không nhắc không sao, nhắc tự nhiên mình nhớ con. Nhớ con. Mình không muốn có con để nhớ thì mình đi bản thân mình quá, mình đừng có như vậy. Có con bị ích kỷ đấy, nghĩ yêu kỹ nhá.
Đi em. Bị ích kỷ. Sao? Kiểu sẽ không muốn ra ngoài chơi, không muốn giao du bạn bè, sẽ muốn... có xu hướng kiểu ích kỷ và tự kỷ ở nhà. Hôm nay sao bài tập mình quá là không phục các đồng chí ở đây luôn ý. Mà ngày nào cũng như thế. Trời ơi. Mình phá vỡ hết mọi đồng hồ sinh học của mọi người ở đây á. Ừ, áp lực. Tú ơi, ăn gà nữa nhé. Gà của chị nữa nè Tú. Còn hai cái cá. Cá mình ăn vả cùng nhau đi mọi người. Vả là gì? Là ăn liên tục. Và ăn không ngừng nghỉ nó. Vả. Vả ngã vả. Vả hả? Ăn vả là ăn toàn thịt các thứ này. Ăn thịt cá không ăn cơm. À gọi là ăn vả. Ăn vả. Nói đi. Ăn vả. Vã. 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 Làm sao để phát âm được cái chữ ã? Vã. 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 Vã.